Đây là cách chồng tôi thay giáo cho con. Chán kể chuyện cổ tích, ông bố thay giáo cho con bằng kiến thức tích phân để bồi dưỡng nhân tài. Bài thứ hai chúng ta sẽ chuyển thẳng đến tích phân luôn. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Thôi, làm đi, tôi không biết. Mỗi ngày một bài thay giáo, mới đây một ông bố đã gắn sắp xếp một chút thời gian cuối ngày để thay giáo cho con. Vì chuyên khoa học tự nhiên, nên thay vì kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích hay thập nhị tứ hiếu, thì ông bố đã thay giáo cho con bằng kiến thức đơn giản của tích phân. Tích phân của FXD là D, là diện tích của hình tạo bởi FX và chụp hình cùng với hai trục X bằng A, X bằng D. Trời ơi, cứu tôi, thậm chí ông bố còn dự kiến vài ngày sau sẽ chuyển sang kinh tế lượng và vật lý lượng tử. Cộng đồng mạng sau khi thấy ông bố chuyên tâm thay giáo cho con bằng tích phân đã đề xuất ý kiến mẹ bầu cũng nên thay giáo cho con bằng truyện Kiều và các bài thi list để sau này đứa con có thể tự tin đi xin việc khi vừa tròn 20 tuổi nhưng đã có đầy đủ 21 năm kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.